Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tư liệu lịch sử về cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân tại Thái Bình. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể. Đoàn trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra đêm của Công an tỉnh Ninh Bình. Các ngành chức năng trong tỉnh Nam Định tăng cường quản lý thị trường dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 50 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 30 tháng 1 năm 1968 đã gây chấn động lớn trong dư luận không chỉ ở nước Mỹ mà trên toàn thế giới, bởi sự kiện ấy đã giáng đòn quyết định vào ý đồ xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi. Trong chiến dịch lịch sử ấy, có sự tham gia của những người con Thái Bình, tiêu biểu là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, quê xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, người đã trực tiếp đào hầm, cất giữ vũ khí tại nhà riêng của mình để phục vụ chiến đấu. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tiêu diệt, tiêu hao một lực lượng quan trọng quân địch, phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị của đế quốc Mỹ trên quy mô toàn miền Nam, là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân Việt Nam. Đó là tinh thần dân tộc, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng ta. Đó là nghệ thuật nắm thời cơ, nghệ thuật tổ chức bố trí sử dụng lực lượng, lấy nhỏ, đánh lớn, lấy ít, đánh nhiều, lấy trí tuệ của con người Việt Nam để thắng vũ khí và trí tuệ của bộ máy điều hành chiến tranh của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, và nơi tôi đang đứng là Bảo tàng Thái Bình. Hiện Bảo tàng Thái Bình đang trưng bày gần 200 tư liệu hình ảnh hiện vật về cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Trong đó đa phần là những hình ảnh hiện vật liên quan đến anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai, người con xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình. Trong cuộc chiến tranh ấy, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai đã có những đóng góp to lớn. Tất cả được thể hiện qua những hiện vật, tài liệu đang được trưng bày tại Bảo tàng Thái Bình. Khi mà đánh cái trận Mậu Thân, đánh vào Dinh Độc Lập là tối hôm mùng 1 Tết là 17 chiến sĩ biệt động là ém quân ngay tại nhà ông ấy, và nắp ra vũ khí và ông ấy trực tiếp lúc 0 giờ có nhật lệnh là ông ấy đưa quân vào và đánh Dinh Độc Lập và Đại sứ quán Mỹ. Đặc biệt trong số hàng trăm tư liệu hiện vật quý về anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai có chiếc ô tô 4 chỗ biển số L6899. Đây là chiếc xe mà gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai đã bỏ tiền ra mua sử dụng để phục vụ cách mạng. Và chiếc xe này thì đã để chở tất cả tiền, vàng cũng như vũ khí và những cái tài liệu quan trọng phục vụ cho quân khu đi ra vào một cách hợp pháp trong Dinh Độc Lập nhằm phục vụ cho tiến đánh cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. 50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình của Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập dân tộc, tự chủ sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự hy sinh góp sức của những người con Thái Bình. Sau khi rời quân ngũ trở về đời thường, cựu chiến binh Đào Xuân Hồng ở thôn Bằng Nha, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tích cực phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Năm 1982, xuất ngũ trở về quê hương, ông Hồng quyết định gắn bó với nghề trồng cây giống. Học hỏi qua bà con và tìm hiểu trên mạng đã giúp ông thuần thục kỹ thuật ươm ghép cành để cho ra các cây trồng chất lượng. Ông thường đi tham quan các nhà vườn, lựa chọn những cây giống mới cho năng suất hiệu quả kinh tế cao để về nhân giống. Mỗi năm ông cung cấp cho thị trường từ 3 đến 5 vạn cây giống như các loại ổi, xoài, cam, bưởi, táo.
Ngoài ra, ông còn mạnh dạn áp dụng kỹ thuật ghép quả để tạo ra những cây cảnh đẹp mắt. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm nay, ông cung cấp cho thị trường gần 100 triệu cảnh có hai loại quả, bưởi Phật thủ. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Với những giải pháp cụ thể phù hợp như làm tốt công tác hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi hiệu quả của Hội Nông dân xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã giúp nhiều hội viên vươn lên thành hộ sản xuất kinh doanh sỏi các cấp. Những năm qua, Hội Nông dân xã Ninh An đã chú trọng đến việc khuyến khích bà con phát triển những cây trồng con nuôi có giá trị kinh tế cao nhằm tận dụng những điều kiện về đất đai, nguồn lao động dồi dào. Riêng năm 2017, Hội đứng ra tín chấp làm dịch vụ được 31 tấn phân bón các loại. Nhờ đó giúp hội viên phấn khởi, nỗ lực làm kinh tế. Nhờ những hoạt động cụ thể thiết thực, Hội Nông dân xã Ninh An đã góp phần không nhỏ vào công cuộc giảm nghèo, đem đến cuộc sống ổn định cho người dân, đồng thời giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện sinh viên đại học sau khi ra trường về quê khởi nghiệp từ nghề nông dù không còn xa lạ, nhưng với bà con nhân dân vùng trũng Minh Tân, huyện Lương Tài, thì việc vợ chồng chị Nguyễn Thị Trâm, sinh năm 1990, tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải, và anh Nguyễn Đình Hải, cử nhân trường Đại học Bách khoa Hà Nội về phát triển mô hình trồng sau an toàn, lại như một giấc mơ, là niềm vui mừng, phấn khởi của biết bao người dân nơi đây. Bởi không chỉ tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, chị Trâm còn tích cực hỗ trợ bà con khoa học kỹ thuật trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Trước khi khởi nghiệp tại quê nhà, chị Trâm đã từng không thành công với dự án trồng măng tây xanh tại Thuận Thành vào đầu năm 2013. Tuy nhiên, không chịu khuất phục khó khăn, cộng với sự nhạy bén vốn có, chị Trâm đã dành nửa năm đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình khác trong và ngoài tỉnh, tích cực tham gia các buổi tập huấn khoa học kỹ thuật. Khi đã nắm chắc các giai đoạn phát triển và cách phòng trừ sâu bệnh, chị vay ngân hàng 500 triệu đồng thuê 1 hecta đất bãi của xã Minh Tân để trồng măng tây, đồng thời thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Hải Phong để thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay thì bên chúng tôi đang tự canh tác và liên kết tổng khoảng 20 hecta, thì như thế là chúng tôi cũng tạm thời đáp ứng đủ cái nhu cầu đang cung cấp hiện nay. Chúng tôi sẽ tập trung, sẽ đẩy mạnh vào cái khâu chăm sóc để tăng cái năng suất của sản phẩm để cung cấp ra thị trường. Với diện tích 5 hecta, chị Trâm bố trí 2,5 hecta chủ yếu trồng măng tây. Diện tích còn lại, chị trồng các loại rau ngắn ngày như đậu cô ve, mùi, thì là cà rốt, giềng, ớt. Ngoài 5 hecta của gia đình, chị Trâm còn liên kết với các hộ có diện tích đất trồng nông sản lớn tại địa phương và huyện Đông Anh, Hà Nội, huyện Yên Thế, Bắc Giang để hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, đóng gói và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Xác định chất lượng nông sản là thước đo đánh giá sự uy tín của công ty. Bởi vậy, trong quá trình chăm sóc, chị đã hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, chủ yếu sử dụng bột thuốc lá để đuổi bọ nhảy và sâu. Nông sản sau thu hoạch cũng được công ty phân loại, đóng gói theo đúng quy chuẩn về cân nặng và chất lượng sản phẩm. Sau đó, dán nhãn mác thương hiệu ghi rõ địa chỉ của công ty và được bảo quản trong kho lạnh. Hiện nay, sản phẩm măng tây của công ty đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, 100% nông sản đã vào được các siêu thị lớn tại Hà Nội. Với việc thường xuyên xen canh cối vụ các loại cây, tận dụng tối đa diện tích đất trồng, nên mỗi năm công ty của chị đã cung cấp cho thị trường từ 350 đến 400 tấn hàng hóa các loại, trừ chi phí cũng cho gia đình thu về 3 tỷ đồng mỗi năm. Theo Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương, mầm bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, gia súc, tai xanh ở lợn vẫn tồn lưu trong môi trường chăn nuôi và có diễn biến phức tạp khi thời tiết âm u, mưa rét kéo dài sẽ tác động tiêu cực đến sức đề kháng của đàn vật nuôi, tạo điều kiện để mầm bệnh bùng phát và lây lan dịp trước sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, không chủ quan lơ là đối với dịch bệnh, tổ chức giám sát chặt chẽ dịch đến tận hộ chăn nuôi, kiểm tra rà soát nắm chắc tình hình chăn nuôi, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, không để bùng phát dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sản xuất. Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật, các chợ, điểm kinh doanh động vật, sản phẩm động vật tươi sống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm,
duy trì định kỳ công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, nhất là tại những nơi có ổ dịch cũ, tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu, kiểm soát tốt dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động buôn bán hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng cũng có diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, để hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng, ngành chức năng các địa phương trong tỉnh Nam Định cũng tập trung nhiều giải pháp tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm soát trên địa bàn. Hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất chủ yếu là lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh mứt kẹo, quần áo may sẵn. Để phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đội quản lý các huyện, thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở hộ kinh doanh. Chú trọng kiểm tra các mặt hàng thực phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá hàng hóa và bán hàng theo giá niêm yết, hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường đảm bảo chất lượng hàng hóa cho nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất của lực lượng quản lý thị trường các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần vào sự bình ổn thị trường, tạo ra sự lành mạnh về sản phẩm hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo cho nhân dân đón Tết cổ truyền Mậu Tuất thật sự vui tươi, phấn khởi và an toàn. Cuối năm, nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của người dân tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói chung là khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui xuân một cách lành mạnh, an toàn. Thời điểm này, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hiện có 312 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo cho các cơ sở này thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong dịp lễ Tết, ngay từ đầu năm 2017, huyện Thuận Thành đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó đã tiến hành kiểm tra hàng trăm lượt, lập biên bản xử lý 13 cơ sở, nộp ngân sách nhà nước hơn 19 triệu đồng. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cũng như đảm bảo việc lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh sự tập trung vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng, thì sự lựa chọn thông thái của người tiêu dùng, cũng như ý thức chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước trong việc sản xuất kinh doanh thực phẩm của các cơ sở sẽ là điều kiện quyết định đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mỗi người dân, qua đó góp phần xây dựng một hình ảnh tỉnh Bắc Ninh thân thiện và an toàn. Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần, cũng là lúc các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Ninh Bình tăng cường tuần tra, kiểm soát, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Để đảm bảo công tác trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao nhất, trong thời gian qua, nhiều trang thiết bị, vũ khí, chế tài đã được tăng cường cho lực lượng tuần tra đêm. Các phương án tác chiến cũng được triển khai, vì vậy các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đều chủ động nắm bắt được tình hình tội phạm. Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, kịp thời có những động viên khích lệ, giúp các chiến sĩ có thêm quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Với tinh thần quyết tâm trấn áp các loại tội phạm, gác cho dân ngủ, thức cho dân vui chơi, các anh vẫn đang cố gắng nỗ lực đem đến những mùa xuân tươi vui, an toàn hơn. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng bắt tàu đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Đuống thuộc địa phận xã Chi Lăng, huyện Quế Võ. Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ tàu VP1025 có trọng tải 400 mét khối, cùng các trang thiết bị phục vụ cho việc hút cát trái phép như máy bơm, ống hút, do Đinh Văn Tiến ở xã Chi Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm chủ. Tại thời điểm bắt giữ, chủ các thuyền không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy, không có giấy phép lái thuyền. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trường Trung học Phổ thông Phạm Ngũ Lão, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên là một trong 73 trường học được tỉnh đoàn chọn để triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Ngay từ khi thực hiện mô hình vào năm 2012, đoàn trường đã có nhiều biện pháp góp phần nâng cao nhận thức về chấp hành luật giao thông trong học sinh. Vào đầu năm học, đoàn trường phối hợp với công an huyện tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm luật giao thông, tăng cường tuyên truyền về luật giao thông, hậu quả của tai nạn giao thông trong các giờ sinh hoạt cuối tuần.
Hiện trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão đã thành lập và duy trì tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông với 42 đoàn viên tham gia làm nhiệm vụ phân làn, giải tán học sinh tụ tập trước cổng trường, nhắc nhở và ghi tên những học sinh vi phạm luật giao thông. Nhờ vậy, ý thức tham gia giao thông của học sinh trong trường được nâng cao. 100% học sinh đi xe máy điện đều đội mũ bảo hiểm. Nhiều năm, trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão không có học sinh bị tai nạn giao thông và học sinh vi phạm luật giao thông. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tuyên truyền nhắc nhở, song trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vẫn còn xuất hiện tình trạng tích lô tự chế gắn thêm động cơ chạy bằng điện hoặc bằng xăng lén lút hoạt động. Đây thực sự là mối hiểm họa đối với người tham gia giao thông vì loại xe này không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, song lại thường chở hàng quá tải, công kềnh gây bức xúc dư luận của quần chúng nhân dân. Đây là bãi tạm giữ xe xích lô tự chế của công an thành phố. Những xe này là sự kết hợp giữa xe xích lô và gắn thêm động cơ chạy bằng điện hoặc bằng xăng. Trong đó chủ yếu là xe xích lô gắn động cơ chạy xăng. Phần lớn động cơ gắn vào xe đều cũ nát, hết niên hạn sử dụng. Thậm chí, bình xăng được chế bằng can nhựa. Đáng lo ngại hơn cả là phanh xe rất thô sơ, không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Các thiết bị báo hiệu như đèn, còi không có. Ấy vậy mà khi lưu thông, thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá tải trọng và chạy với tốc độ khá cao. Nguy hiểm của cái xe tự chế này là tham gia trên mạng lưới giao thông đường bộ là không được gắn biển kiểm soát. Đấy, cho nên là cái việc xảy ra va chạm, va quẹt giao thông, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn giao thông là nhiều trường hợp là không kiểm soát được. Nên là rất nguy hiểm. Dẫu biết tính mạng con người là trên hết, song một bộ phận người mưu sinh bằng nghề này đã bất chấp tất cả, cố tình lắp đặt trái phép thêm động cơ và xe xích lô để hành nghề. Thưa ông, xin ông có thể cho biết là khi mà lắp động cơ điện như này chạy thì trên đường rất là nguy hiểm. Cái hệ thống phanh và hệ thống an toàn đây thì không đảm bảo, thì tại sao thì ông vẫn lại lắp như vậy ạ? Cũng biết rồi, nhưng mà tôi làm ít thì tôi chỉ làm nhẹ nhàng loanh quanh ở gần trong nhà thôi. Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 1 năm 2018, Công an thành phố mở đợt cao điểm tăng cường xử lý xe lôi, xe xích lô tự chế. Đối với những người vi phạm, lần đầu tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện tháo dỡ động cơ, ký cam kết không được tái phạm. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, kiên quyết tịch thu xe, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền và tuần tra kiểm soát cơ động, bắt giữ xử lý các trường hợp cố tình vi phạm để đưa về xử lý theo quy định pháp luật. Mặt khác, Công an thành phố yêu cầu công an các xã phường điều tra khảo sát, báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình sử dụng, gióng dựng xe tự chế. Triển khai từ tháng 9 năm 2017 đến nay, hoạt động của mô hình chi hội phụ nữ 503 Sạch, thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã góp phần không nhỏ cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Để mô hình chi hội phụ nữ 503 Sạch, thôn Quần Phương thu hút được sự quan tâm chú ý của hội viên phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Bình liên tục tổ chức tuyên truyền về những điểm mới và nội dung của cuộc vận động xây dựng mô hình 503 Sạch giai đoạn 2017-2022, kiến thức về bạo lực gia đình nhằm nâng cao kiến thức trách nhiệm của bà con trong việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 Sạch. Có sự chuyển biến về hành vi, về vệ sinh môi trường, thực hiện tốt tiêu chí 3 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, đặc biệt là thực hiện sạch bếp và giữ gìn an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình, bình đẳng, hạnh phúc và văn minh. Không chỉ tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tuyên truyền, chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ thôn Quần Phương tổ chức chọn 2 mẫu hộ gia đình hội viên chưa đạt tiêu chí 3 sạch, đồng thời mời đại diện 10 nhóm trưởng đến các gia đình chọn mẫu để trực tiếp nghe hướng dẫn thu dọn, sắp xếp nhà cửa, sân ngõ, bếp ăn, nhà vệ sinh đảm bảo theo tiêu chí 3 sạch. Thông qua các hoạt động, nhận thức của hội viên phụ nữ đã có chuyển biến từ nhận thức tới hành động. Hiện thôn Quần Phương đã có 236 trên 250 hộ dân cam kết thực hiện mô hình. Sau một năm hoạt động, nhà máy thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã cơ bản xử lý được lượng nước mưa, nước thải sinh hoạt trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường.
nếu như trước đây toàn bộ hệ thống nước thải sinh hoạt của thành phố đều đổ trực tiếp ra sông Vĩnh Trà, sông Kiến Giang, sông Mùng 3 tháng 2, thì từ đầu năm 2017, nước thải sinh hoạt của thành phố đã được xử lý tại nhà máy thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Đây là nhà máy được đầu tư hiện đại với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Na Uy. Nhà máy công suất thiết kế 10.000 mét khối trên một ngày đêm. Với công suất này, nhà máy đáp ứng được nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật của đô thị, làm cơ sở cho sự phát triển đồng bộ của các ngành kinh tế khác trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.